Mà nay đi khoe mật ong này, mật ong rừng này, ăn trước hoa rừng đây, rừng đây. Vâng, nay Kiệt cũng đi quay mặt hộ Trung Quân. Nuôi ong thì di chuyển. Phong cảnh huyện Lương Sơn Hòa Bình đây. Núi cao trùng điệp. Vượt kèo nha, núi đá nha. Chịu chưa? Đấy. Trong cái vụ mật nghe này, chúng ta giờ là cũng ở chặng đường nghe rồi. Các bạn phải chú ý này, nuôi ong kiểu gì thì kiểu về mùa hè là chúng ta phải đặt ngay, đặt ong thì chúng ta phải di chuyển. Chúng ta phải đặt ngay đàn ong về trong bóng râm. Ong râu lắm, râu ra nha. Phải trong bóng râm nha. Càng râm mát càng tốt. Ong hiện nay là trời rất nắng. Ong mưa hết ra ngoài. Sáng nãy thì chúng tôi quay mặt rồi. Vì ông dữ quá, mãi làm chống nóng cũng không ông. Đàn ông gần sáng nãy là đi là nó còn mát rồi. Sáng 4 giờ tôi đã từ bên Hưng Yên 4 giờ mà đã sang lên trên này là mới có 5 rưỡi. Ong giờ toàn mặc râu thôi. Đấy. Vì nắng nóng như cái đàn này mặc râu thôi. Mà ong năm nay của chú Tuấn nó dữ lắm. Đấy. Ong dữ lắm, mặc râu này đẹp chưa. Ong giờ là đang đi lấy nước. Hầu hết là đặt trong bóng râm. Vườn này là vườn cây ổi. Ong nóng nóng thì nó sẽ bâu ra ngoài và ong nó tự đi làm mát. Thời gian này nắng nóng thì chúng ta tốt nhất để ong ở thế hai ở thế dưỡng thì ở thế hai. Còn đánh mật thì chúng ta cứ dùng ong 3 và ong 4. Đấy, đây này. Đẹp chưa? Đặc biệt ong ở trên keo nhé, là nó hay phát bệnh từ nhỏ đấy. Chúng ta cứ phải quay một số đi để mật lâu quá, mật keo lâu quá là đàn ong hay bị phá, hay bị phá bệnh. Và khi chúng ta quay rũ ong xuống thì các bác pha thuốc. Đó, cái loại thuốc canamikin chúng ta pha đằng đặc vào. Pha đặc vào nhé. Pha đặc vào xong rồi chúng ta rũ ong xuống đến đâu thì chúng ta phun vào đến đấy. Ong giờ chủ yếu là đi lấy nước. Đang quạt. Ong trời nắng nóng là ong mọc râu. Trong hết căng tháng tư âm này đến cuối tháng là chúng ta không nên xây cầu nữa nhé. Hết tháng tư âm
đầu tháng 5 âm lịch là không được xây cầu, dù ong đông mấy thì đông, tình trạng nơi nào thiếu phân là chúng ta bo luôn. Đặt làm sao ong nó ở cái chỗ râm mát, đàn ong nó không bị nóng nhiều quá. Mấy cái đàn ngoài kia thì nóng quá. Ong mọc râu ra đấy. Trời nóng nóng. Đợt này mới gọi là bắt đầu vào vụ nắng. Gà quý. Về mùa hè thì chúng ta là phải chống nóng cho đàn ong. Kệ nó đi nhé. Kệ đàn ong nó tự điều tiết. Cái thời tiết hôm nay là nó quá nóng, ong nó sẽ bâu ra ngoài này. Chúng ta phải chọn. Nuôi ong thì chúng ta phải di chuyển. Phải di chuyển nhé. Di chuyển để chúng ta sẽ cho đàn ong. Thứ nhất là đi thu mật này. Thứ hai là chúng ta bán mật rễ này. Đấy. Và thứ tư nữa là chống được nóng. Về mùa này là gọi là chống nóng cho đàn ong. Chống nóng chỉ có đặt ở những cái vườn cây bóng râm tốt. Đấy. Nguồn mật phấn tốt. Và bán mật làm sao cho nó tốt. Công tác là nuôi ong, bán mật là rất quan trọng đối với người nuôi ong. Ong nằm trong keo thì nó hay bị cái bệnh từ nhỏ. Trong cái tháng 4 này thì ong chúa thì nó còn đẻ cao. Từ sang tháng trở đi thì ong chúa nó sẽ giảm đẻ. Thì tuyệt đối các bác với các bạn là không được xây cầu trong về tháng 5. Tháng 5 âm là chúng ta không được xây cầu nữa. Xây cầu nữa sau này ong nó cũng không đẻ các bạn quý. Cái giống sự là nó dữ lắm. Giờ mà ngồi thế này là nó cứ nhao vào đầu nó đốt. Còn Tuấn thì cũng bán tất cả đi rồi. Bây giờ chỉ còn được có 150 đàn đưa lên đây chia ra kia là núi kia đấy. Rồi núi đấy ông thì về cái keo thì cũng nó cũng không được tốt như về cái vụ nhãn đâu, chúng ta chú ý. Như cái đàn này là cái đàn mất ong chúa này à, nó hay bâu ra ngoài này nhá, bâu ra ngoài rồi nó đặc biệt là dưới gầm. Đây có một số đàn thì bơi ra ngoài thì không phải mất chúa nhá, nó ra là nó không để chúng không mát. Đến tối thì con ong nó về. Kìa. Đây là núi này. Đấy. Chúng ta nhìn núi đấy có đeo à? Đấy, đây là huyện Lương Sơn nhá. Nuôi ong nuôi phải di chuyển thì nó có tác dụng chúng ta biết hết rồi. Đấy. Thứ nhất là được thu mật này, được bán mật này. Đấy, rồi ong thì ở dưới đồng bằng phải cho ăn nhưng mà lên rừng này là không phải cho ăn này. Đấy. Giờ là tầm này là
gần 3 giờ rồi. Đấy, là ong Đức là đang bay đi giao phối. Đấy, ong Đức bay đi giao phối. Ong giờ là thì chủ yếu là về lấy nước. Sáng nãy là quay cũng quay tỉa thôi. Vì đây ong chủ yếu là ong chia. Mỗi câu thì nó chỉ được khoảng 4 lạng mật thôi. Keo thì chúng ta biết rồi. Mật keo mà cứ để lâu quá cũng không tốt đấy nhá, ong hay phát bệnh, chúng ta chú ý thế. Vâng, thì nay đi quay mật thôi. Yeah. Gọi là mật rừng. Để ủng hộ kênh thì các bạn nhớ đăng ký, nhấn chuông, like, chia sẻ và để lại một bình luận phía dưới. Xin chào, tạm biệt.